Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý ông bà chị em và quý con cái Chúa đã đến với chương trình học kinh thánh buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Trong ngày thứ ba tuần vừa rồi, tức là ngày 5 tháng 11 năm 2024 thì Donald Trump ông đã chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ với một chiến thắng áp đảo trước đối thủ của mình là bà Kamala Harris. Ông đã có 312 phiếu đại cử tri và bà Harris thì chỉ có 226 phiếu. Cảm ơn Chúa. Với sự đắc cử của Tổng thống Donald Trump đã mở ra cho nhiều người dân tại Hoa Kỳ và cũng như ở khắp nơi trên thế giới về một triển vọng của tương lai phát triển kinh tế và sự hòa bình, ổn định ở trong nhiều khu vực trên thế giới. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là chính Chúa là đấng thay đổi thì giờ và mùa, bỏ vào lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Daniel đoạn 2 câu 21 cho chúng ta thấy rằng là việc mà vua hoặc là tổng thống hoặc là bất cứ một cái người chính trị gia nào trên thế giới này họ đắc cử hay không, đó là do chính Chúa quyết định. Rồi trong Gióp đoạn số 12 câu 22 cho đến 23 chép rằng Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tâm tối và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh rồi lại phá diệt đi, mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thu nó lại. Vậy thì sự phát triển của một dân tộc hoặc là sự hưng thịnh của họ là do Chúa quyết định. Chúng ta thấy rằng là trong dòng lịch sử của Kinh Thánh thì có nhiều đế quốc đã được Chúa dấy lên, rồi sau đó một thời gian Chúa đã khiến cho đế quốc đó bị lụi tàn nhằm để phục vụ cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời ở trên thế giới này. Và trong hiện tại này chúng ta nhìn thấy rằng nước Mỹ cũng là một trong những đế quốc hùng mạnh mà Chúa Ngài cho phép họ được phát triển để có thể phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời ở trong những ngày này. Chúa Giêsu Ngài nói thế này với Philát là vì quan đang xét xử Ngài như thế này: nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi thì ngươi không có quyền gì trên ta. Văn đoạn 19 câu 11. Chúng ta thấy rằng là tất cả mọi quan quyền thứ bậc ở trên hành tinh này là do Chúa Đức Chúa Trời tối cao Ngài quyết định. Cho nên Chúa Giêsu Ngài biết rằng là Philát là người xét xử Chúa, đó là người mà Đức Chúa Cha đã đặt để đã chỉ định để có thể thi hành cái điều đó, để thực hiện chương trình cứu rỗi cho hoàn tất. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng là con cái Chúa chúng ta ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các lãnh đạo trên thế giới và cũng như cho các lãnh đạo trên đất nước của chúng ta. Đó là một điều rất là phải lẽ, bởi vì chúng ta cần phải cầu nguyện để cho Chúa Ngài sẽ tế trị, Chúa sẽ đại dùng người đó để có thể hoàn thành ý muốn của Ngài, để đem lại sự phước hạnh, bình an cho dân tộc và cũng như cho cộng đồng ở nhiều nơi. Châm ngôn đoạn 21 câu số 1 chép rằng lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Chúng ta thấy rằng là lòng của một vị vua, một vị tổng thống nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời giống như là một dòng nước vậy. Chúa có thể thay đổi nó, Chúa có thể khiến cho người đó có sự khôn ngoan để đưa ra những quyết sách quan trọng cho đất nước hoặc là cho toàn thế giới. Đặc biệt là tại Hoa Kỳ này thì chúng ta thấy rằng là cái người tổng thống đứng đầu quốc gia Hoa Kỳ rất là quan trọng. Nó sẽ đem lại cái sự ảnh hưởng trên toàn thế giới ngày hôm nay. Do đó chúng ta hãy cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Những anh chị em con cái Chúa đang ở tại Mỹ đang theo dõi chương trình này cùng với tôi, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Bởi vì tôi nhìn thấy rằng đây là người mà Chúa Ngài sử dụng ở trong thời điểm này để đem lại sự biến đổi cho đất nước Hoa Kỳ và cũng như cho nhiều quốc gia khác ở trên hành tinh của chúng ta. Theo như lời của sứ đồ Phaolô, ông đã chép thế này ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn số 2 câu 1 cho đến câu 2 rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu oan, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mở đời cho bình tĩnh yên ổn. Trước khi chúng ta bước vào trong thời giờ chúng ta học lời Chúa buổi tối nay, tôi xin được phép cầu nguyện để trình dâng Tổng thống Donald Trump và cũng như thời giờ chúng ta học lời của Chúa ở trong sự dẫn dắt ban ơn của Chúa giờ phút này. Để Chúa Giêsu dấu chúng con giờ phút này, con cầu nguyện cho Tổng thống
mới đắc cử của chúng con là Tổng thống Donald Trump. Xin Chúa ban ơn và sức dầu cho ông để ông có sự khôn ngoan, thông sáng, để ông có thể hiểu biết và kính sợ Chúa, nhờ cậy Chúa trong tất cả mọi quyết định, những quyết sách của ông cho nước Mỹ này và cũng cho toàn thế giới. Nguyện Chúa ngài tẩy trị ở trên con người này và ngài ban phước cho ông và cho thân thể sức khỏe của ông, tinh thần của ông cũng được luôn bình an và đầy dạy phước hạnh của Chúa. Con dân ông và cũng như hội thánh của Chúa tại nước Mỹ này trong bàn tay của cha. Nguyện Chúa ngài hoàn thành công việc của ngài, chương trình của ngài ở trên đất nước Mỹ và cũng như trên toàn thế giới của chúng con. Xin ban phước cho thời giờ chúng con học lời của Chúa giờ phút này được đầy tràn sự hiện diện đầy vinh hiển của Chúa, và xin cha ngài sức dầu trên tất cả những quý khán giả đang theo dõi với chúng con từ Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác. Xin Chúa ngài ban phước cho tất cả chúng con để được kết nối với nhau ở trong cùng một dòng chảy của lẽ thật và trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể nghe hiểu lời của Chúa và được phước ở trong các đường lối của ngài. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Thưa quý mạng trên, bây giờ chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một sứ điệp có tựa đề đó là thoát khỏi quá khứ tối tăm. Người phương Tây có câu: Every saint has a past, every sinner has a future. Tạm dịch đó là thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đừng dằn vặt về những gì đã xảy ra trong quá khứ, bởi vì chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Tội đồ nào cũng có thể trở thành một thánh nhân nếu chúng ta biết ăn năn và thay đổi cuộc sống của mình, không ngừng tu dưỡng bản thân, đạo đức, phẩm hạnh để trở nên tốt đẹp hơn ở trong ơn của Chúa. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn có thể kiến tạo được tương lai nhờ lời của Chúa và quyền năng của Ngài. Có một cái câu chuyện kể lại rằng, tại một vùng nông thôn của nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói nghèo và bần cùng, cho nên họ đã cùng nhau rủ nhau để mà đi ăn cắp con cừu của một người nông dân ở trong vùng. Không may thay thì hai anh em này đã bị bắt, và dân làng tại đó đã đưa ra một hình phạt, đó là xăm lên trán của cả hai anh em hai chữ, đó là chữ S và chữ T. Chữ S và chữ T này là viết tắt của cái từ đó là Stealer, tạm dịch đó là quân trộm cắp. Và thế là hai anh em này phải mang một cái hình phạt, đó là có cái chữ kẻ trộm cắp ở trên trán của mình như vậy. Và đi đâu ai cũng nhìn biết rằng là chính hai anh em này là kẻ đã từng trộm cắp cừu của những người nông dân ở trong vùng. Và không chịu nổi được cái sự nhục nhã này, cho nên người anh sau đó đã đi qua một vùng khác để chôn chặt cái dĩ vãng này. Nhưng mà người anh này cũng chẳng khá hơn được, và không bao giờ quên được cái sự nhục nhã mà mình đã từng làm với em của mình ngày trước, khi mà ai đó hỏi anh về ý nghĩa của hai từ ST xấu xí ở trên trán của anh. Nhưng mà riêng người em đó thì lại tiếp tục ở lại trong làng của mình, bởi vì cái người em này tự nhủ rằng là mình sẽ sửa lại đường lối và sai lầm của quá khứ của mình. Và thế là cậu này đã làm việc một cách chăm chỉ, tập trung vào trong hiện tại, giúp đỡ một cách nhiệt tình tất cả mọi người xung quanh với những gì mà cậu có thể được. Chẳng mấy chốc thì anh này đã xây dựng cho mình một sự nghiệp và cũng như tiếng thơm, đó là một người nhân hậu, tử tế và thành công. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi thì hai cái chữ ST vẫn còn in dấu trên trán của người em. Một ngày nọ, có một người đã đến hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự này ở trên trán của người em. Và cụ già này suy nghĩ một hồi rồi trả lời như thế này: tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy là gì, nhưng cứ nhìn vào trong cuộc sống hiện tại của anh ta thì tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là từ saint, tức là từ thánh nhân. Thưa quý bà cha em, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là đời sống của chúng ta là người đã theo Chúa, chúng ta trước đây đã từng có những quá khứ tội lỗi, có người thì có những lỗi lầm, có những người thì bị vấp ngã trong những cái tội lỗi nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, gái gú và nhiều thứ khác, tứ đổ tường. Nhưng điều quan trọng mà lời của Chúa buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị, đó là dù quá khứ của chúng ta có như thế nào chăng nữa thì Đức Chúa Trời ngài có đầy đủ quyền năng để có thể khỏa lấp quá khứ đó của chúng ta. Và ngài có quyền năng để giải phóng chúng ta ra khỏi sự cầm buộc của quá khứ đó, để chúng ta có thể tiến lên trong ơn của Chúa và gặt hái được những lời hứa rất quý, rất lớn và đầy phước hạnh mà Chúa hứa trên đời sống của chúng ta. Đừng để cho quá khứ trói buộc đời sống của chúng ta, quý bà chị em. Người khốn khổ nhất ở trên thế giới này không phải là những người nghèo khổ và đói khát ở châu Phi, nhưng mà người khốn khổ nhất đó là những người họ luôn sống ở trong sự dằn vặt bản thân về những lỗi lầm và những thất bại trong quá khứ. Và họ không biết cách để thoát ra khỏi những hố sâu của sự tuyệt vọng và tối tăm mà quá khứ của họ đã mang lại.
Họ luôn sống ở trong sự nối tiếc, trong sự mặc cảm và cô đơn bởi vì sự đeo bám dai dẳng của quá khứ. Họ không thể kinh nghiệm được sự bứt phá trong công việc và đời sống của mình, không thể tận hưởng được niềm vui và phát huy hết tất cả mọi tiềm năng mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên đời sống của họ. Cái lý do đơn giản thôi quý mà cha, mà có thể họ cũng đã nhìn thấy, đó là bởi vì cơ họ đã không chịu hướng về phía trước mà cứ mãi luôn quay ngó lại phía sau. Buổi tối nay, nhờ ơn của Chúa và lời của Ngài, chúng ta sẽ nắm bắt được những lẽ thật quan trọng ở trong lời của Chúa để chúng ta có thể trở thành một người mà lời của Chúa nói rằng chúng ta sẽ trở thành. Và điều này sẽ có được bởi đức tin của chúng ta nơi lời của Chúa, bởi vì không có điều gì là không thể với đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã nói thế này ở trong sách Philip đoạn số 13 câu Philip đoạn số 3 câu 13 cho đến câu 14 như thế này: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà vươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý mà cho em, đây là lời mà sứ đồ Phaolô ông nói với những tín hữu tại thành Philip, rằng là ông không tưởng rằng đã đạt đến mục đích cuối cùng ở đâu, nhưng mà ông cứ làm một điều thôi, đó là ông quên lửng sự đằng sau, vươn theo sự đằng trước. Thưa quý mà cho em, để chúng ta hiểu được cái câu này đó, chúng ta phải nắm bắt được cái quá khứ của Phaolô trước đây như thế nào. Ông đã từng là một người phạm thượng, ông đã từng là một người bắt bớ thánh của Chúa, ông đã từng là một người chống đối niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ của những tín hữu Do Thái. Và đang khi ông chống đối như vậy thì ông đã gặp được Chúa trên con đường đến thành Đa-mách, và Chúa đã biến đổi ông. Ông đã trở thành một vị sứ đồ đầy ơn của Chúa. Sự giảng dạy của ông đến trực tiếp từ nơi Chúa Giêsu Christ chứ không đến từ con người. Và ông đã cậy ơn của Chúa để viết ra 14 thư tín ở trong Tân Ước, tức là chiếm hơn phân nửa các sách thư tín ở trong Tân Ước. Bởi vì Tân Ước thì có tổng cộng 27 sách mà ông đã viết được tới 14 sách. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đời sống của Phaolô là một đời sống đầy ơn của Chúa. Nhưng mà đời sống của ông có mục đích, quý mà chè. Mục đích đó không phải là mục đích tạm bợ ở trần gian, nhưng mà mục đích đó là mục đích ở trên trời mà Chúa kêu gọi ông để ông có thể hoàn thành. Và khi ông hoàn thành thì ông sẽ nhận được giải thưởng ở trong sự kêu gọi đó. Nhưng mà để ông có thể giật giải hay là ông đạt giải thưởng đó ở trên trời thì ông cần phải làm một điều mỗi ngày, đó là quên lửng quá khứ ở đằng sau và bước theo những sự ở đằng trước, tức là nhắm về tương lai, nhắm về phía trước để sống theo sự kêu gọi và sự ban ơn của Chúa. Như vậy thì bí quyết ở đây cho chúng ta thấy được chính từ đời sống của Phaolô là một người muốn hoàn thành được thiên mệnh của Chúa trên đời sống của mình, muốn có thể giải thoát được con người tội lỗi bên trong của mình, thì người đó, thì ông Phaolô, ông đã cho chúng ta biết được cái bí quyết, đó chính là ông đã quên đi quá khứ. Ông đã có cách, đó là ông không nhìn lại quá khứ đằng sau. Chúng ta biết rằng là quá khứ có những điều tốt và có những điều không tốt, có những điều tích cực và có những điều tiêu cực. Chúng ta đừng để cho những điều tiêu cực ở trong quá khứ cản trở sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đừng để cho những cái tiêu cực hay là những cái sự mệt mỏi, những sự mặc cảm của quá khứ nó cản bước chúng ta ở trên con đường chúng ta làm theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Tôi nhìn thấy có những người, và thậm chí trong cá nhân tôi trước đây cũng vậy, khi Chúa kêu gọi mình làm việc cho Chúa thì mình lại mặc cảm về bản thân, mặc cảm về số phận với những người xung quanh, bởi vì ma quỷ nó đã cho chúng ta nhìn thấy một hình ảnh tiêu cực về bản thân mình. Nó nói với chúng ta nhiều điều không thể ở trong tâm trí của chúng ta. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ thấy được rằng là trong lời của Chúa cung cấp cho chúng ta cái chìa khóa để chúng ta có thể giải phóng đời sống của chính mình ra khỏi những sự bế tắc ở trong quá khứ. Công vụ đoạn số 26 câu 17 cho đến 18, chúng ta thấy được lời của Chúa nói với sứ đồ Phaolô thế này: Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoài, là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13 cho đến 14 chép rằng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Hai câu thánh này cho chúng ta thấy được một điều rằng là
Trong tinh lành quyền phép của Chúa có sự giải cứu con người chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng, từ địa ngục qua thiên đàng, từ thất bại qua thành công, từ rủa xả đến phước hạnh. Và điều này được xảy ra trong ơn và trong quyền phép của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cần phải có đức tin để chúng ta có thể giải phóng chính mình ra khỏi sự trói buộc của quá khứ. Quý mài chị em, sứ điệp này dành cho những ai, cho những anh chị em nào chúng ta đã từng có quá khứ nghiện ngập rượu chè, hoặc là chúng ta có một quá khứ không tốt trước đây, và chúng ta đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc đời của mình để hầu cho cuộc đời của chúng ta được tự do, để chúng ta có thể bước đi trong ơn của Chúa và không còn làm nô lệ cho tội lỗi, không còn làm nô lệ trong sự mặc cảm tự ti. Thì quý vị hãy lắng nghe lời của Chúa buổi sáng nay, và chúng ta có thể share và chúng ta có thể chia sẻ sứ điệp này cho nhiều người khác để họ cũng được hưởng phước trong lời của Chúa. Cảm ơn quý vị. Chúng ta biết rằng là ma quỷ chính là tác giả của sự kết án và định tội con người từ buổi sáng thế cho đến hiện tại. Nó luôn tìm cách để phá hủy những tiềm năng tương lai mà Chúa ban cho mỗi con người của chúng ta. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng mỗi một con người trên hành tinh này được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Chúa đặt để bên trong mỗi con người chúng ta có những hạt giống. Những hạt giống đó là những tiềm năng, có những khả năng phi thường. Mà nhờ ơn của Chúa, khả năng đó sẽ được kích hoạt và nó sẽ phục vụ một cách tốt lành cho hành tinh, cho thế giới của chúng ta và cũng như cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ma quỷ là kẻ cướp giết quỷ diệt. Nó không muốn cho chương trình của Chúa được thực hiện qua những khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài chính là đấng tha thứ. Chúa là đấng phục hồi con người của chúng ta khỏi sự kết án của ma quỷ. Và Chúa đem đến sự sống, Chúa đem đến sự tha thứ, Chúa đem đến sự phục hồi, Chúa đem lại một ảnh tượng tươi mới của Đức Chúa Trời bên trong tâm linh của mỗi người chúng ta. Và Chúa Ngài nói thế này ở trong Jeremy đoạn 3 câu 12 rằng: Hãy đi xây về phía Bắc, rao lên những lời này, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Israel bộ nghịch, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa quý mà chị em, đây chính là một lời mời gọi mà Đức Chúa Trời Ngài đang kêu gọi những người tội nhân, những người bội nghịch với Chúa, mà cụ thể đó là dân Israel ở đây. Họ cần phải trở về, họ cần phải ăn năn với Chúa, họ cần phải kết hiệp với Chúa trở lại để hầu cho đời sống họ được phục hồi trở lại. Họ được mặc lấy ơn điển và năng lực, và họ sẽ không còn sống ở trong một quá khứ tội lỗi, không còn sống ở trong sự thất bại, không còn sống ở trong sự bội nghịch với Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1 câu 26 cho đến câu 29. Lời của sứ đồ Phao-lô chép thế này: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã tròn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã tròn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã tròn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cho chúng ta thấy được một điều rằng, khi mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi những người đặc biệt để làm công việc của Chúa, quỷ phá vương quốc của ma quỷ và mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Chúa không gọi những người giàu có, Chúa không gọi những người khôn ngoan theo xác thịt, Chúa không gọi những người có nhiều bằng cấp, học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, Chúa không gọi những người có chức, có quyền, dẫu rằng ngày nay vẫn có những người họ ở trong những chính phủ, họ vẫn âm thầm, họ tin Chúa, họ vẫn âm thầm theo Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái số lượng đó rất ít, thưa quý mài chị em. Chúng ta nhìn thấy chung một điều rằng hội thánh của Chúa trên khắp thế giới ngày hôm nay không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người sang trọng. Tại sao vậy? Lý do mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ở đây đó chính là Chúa chọn những cái điều đó đó để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan, làm hổ thẹn những sự mạnh, làm hổ thẹn những quyền lực của ma quỷ. Vậy thì quá khứ của chúng ta chẳng là nghĩa lý gì nếu chúng ta được Chúa Ngài gọi, quên mà chèm. Tại vì khi Chúa gọi chúng ta thì Chúa biết được Ngài gọi ai, và Chúa biết rằng cái yếu đuối, cái khuyết điểm, cái lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta sẽ trở thành một vũ khí rất là sắc bén và lợi hại trong tay của Đức Chúa Trời để có thể phá hủy công việc của ma quỷ. Không có một cái điều gì tốt lành hơn cho bằng đó là Chúa Ngài sử dụng những người đã từng sống ở trong xiềng xích của ma quỷ để những người đó sẽ lại chỉ lối cho những người đã và đang sống ở trong những xiềng xích đó cái cách làm sao để giải thoát chính mình ra khỏi những cái xiềng xích của ma quỷ mà chính họ trước đây đã từng ở trong đó. Do đó tôi và chúng ta không cần phải xấu hổ về quá khứ của mình, quý mài chị em. Nhưng mà quá khứ của chúng ta được
chuộc lại trong dòng huyết của chuộc của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ thấy rằng quá khứ đó sẽ trở thành một câu chuyện, một lời làm chứng tốt lành để nhiều người sẽ được biết đến quyền năng của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài có thể thay đổi thân phận, Ngài có thể biến tối thành sáng, Ngài có thể biến tội thành phước. Chúa, Ngài có thể biến đổi tâm tánh con người của chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật có những quá khứ tội lỗi mà nhờ ơn của Chúa họ đã được Chúa Ngài biến đổi tâm hồn và cuộc đời của họ. Người đầu tiên mà chúng ta nói đến ở đây đó chính là kỵ nữ Rahab. Khi chúng ta nói đến từ kỵ nữ thì chúng ta liên tưởng ngay đến một người phụ nữ có một cái công việc, có một cái nghề nghiệp ô uế và gớm ghiếc. Theo từ ngữ hiện đại, cái từ kỵ nữ đó là từ gái điếm. Tại sao người đầu tiên mà tôi đề cập đến ở đây lại là một cô gái điếm như vậy? Chúng ta biết rằng là câu chuyện về kỵ nữ Rahab được chép ở trong bối cảnh đó là khi mà dân Israel họ chuẩn bị bước vào trong xứ hứa thì họ đã đối diện với cái thành trì lớn đầu tiên, đó chính là thành Jericho. Và có những thám tử họ đã được sai vào trong thành Jericho đó để do thám sứ trước khi chiếm thành Jericho đó. Thì những thám tử đã vào trong nhà của kỵ nữ Rahab này. Và tại đó, lạ thay, Chúa đã khiến cho tấm lòng của người kỵ nữ này có đức tin nơi Chúa. Và bà đã nói thế này ở trong Giô-suê đoạn số 2 câu số 10 cho đến câu 13 như thế này. Giô-suê đoạn 2 câu 10 cho đến câu 13. Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Ốc, hai vua dân Amorít ở bên kia sông Giô-đan mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ vì tôi đã làm nhân cho hai ông thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và thảy người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Đây là một lời tuyên xưng đức tin của kỵ nữ Rahab đối với hai thám tử vào trong nhà của mình. Bà đã sẵn sàng liều mạng sống của mình để bảo vệ và giải thoát cho hai thám tử này trước sự truy đuổi của nhà vua và quân lính. Và chúng ta thấy rằng là bà đã nhận biết Đức Chúa Trời của Israel như thế nào. Dẫu rằng trước đây công việc của bà chỉ là quyến dụ đàn ông ngủ với những người đàn ông đến với mình, một công việc rất là nhơ nhớp và đáng xấu hổ. Nhưng mà từ khi mà bà biết được Đức Chúa Trời thì bà đã có đức tin và bà đã được Chúa Ngài sắp xếp để gặp hai thám tử này. Và bà muốn cứu hai thám tử này để qua đó bà và gia đình của bà cũng sẽ được cứu. Đức tin của bà chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và sau đó thì hai thám tử đã cho bà cái cơ hội đó là bà phải để một cái sợi chỉ điêu ở trên cửa sổ nhà mình, ở trên bức tường thành. Và khi từ xa dân Israel họ sẽ nhìn thấy cái sợi chỉ điều ở trên cửa sổ nhà bà thì người ta sẽ nhận biết rằng là đó chính là gia đình của bà, và bà sẽ được cứu ra khỏi cơn đại họa đó. Và tạ ơn Chúa, bà đã làm theo và bà đã được cứu trong cái trận chiến mà dân Israel họ đã chiếm xứ chiếm Jericho sau đó. Mà lạ thay quý mài chị em, cái câu chuyện nó không phải dừng lại ở chỗ đó là gia đình của kỵ nữ Rahab được cứu mà thôi. Nhưng mà kỵ nữ Rahab lại trở thành một tổ mẫu, một vị tổ mẫu cho Chúa Giêsu Christ sau này. Bà đã trở thành một người phụ nữ đã được ghi tên một cách trân trọng ở trong gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ. Matthew đoạn 1 câu 5 chép như thế này: sanh môn bởi Rahab sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-sê, và Giê-sê sanh Y-sai, và sau đó là đến vua David. Chúng ta biết rằng Rahab lại là trở thành là người bà cố của vua David sau này. Wow, thật là tuyệt vời quý mài chị em. Tại sao từ một cô gái điếm, một người ngoại là gái điếm, mà kỳ nữ Rahab lại trở thành một vị tổ mẫu của Đấng Mêsia? Đây là một cái bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời của bà Rahab. Chỉ với hai từ thôi quý mài chị em, cuộc đời của bà Rahab đã chuyển từ tối tăm mà qua sáng láng. Quá khứ của bà đã được khép lại với một tương lai tươi sáng huy hoàng ở trong ơn của Chúa. Đó là hai từ: đức tin. Vậy thì nếu quý vị có đức tin nơi Chúa, quý vị hãy can đảm
trả giá, bước đi theo Chúa, sẵn sàng vâng phục Chúa, trả giá và gạt bỏ quá khứ của mình qua bên. Chúa sẽ ban cho quý vị có một tương lai tươi sáng, giống như cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho kỳ nữ Rahab ở đây. Trong cái câu chuyện này có một tương lai rất là phước hạnh ở trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Rồi trong Hebrew đoạn 11 câu số 31 lại chép một cái trân trọng thế này đối với tên của bà: bởi đức tin kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Wow, Hebrew đoạn 11 đó là một danh sách của những anh hùng đức tin, trong đó có Abraham, Isaac, Jacob, David và những chiến sĩ khác, có Daniel nữa. Wow, đó là những thánh đồ tuyệt vời xuất sắc của vương quốc thiên đàng. Và trong danh sách đó chúng ta thấy được có tên của kỳ nữ Rahab ở đây. Chúng ta thấy rằng ở đây là một sự biến đổi rất là ngoạn mục. Từ một con người có một cái quá khứ nhơ nhớp xấu xa như vậy đó, Chúa đã đem Rahab vào trong một danh sách của những người sang trọng và đầy ơn của Chúa. Điều này có được đó là đến từ đức tin nơi Chúa. Rồi nhân vật thứ hai đó là Ruth. Chúng ta biết rằng là Ruth là dâu của bà Naomi, là một người Israel. Naomi có hai đứa con trai và hai đứa con trai này đã chết. Nhưng mà trước khi chết thì hai đứa con trai này đã lấy hai người nữ ở xứ Ammon, và một trong những người nữ đó tên là Ruth. Ruth thấy mình trở thành gái quá bởi vì chồng đã chết rồi, thì thay vì theo như thế thường thiên hạ thì bà sẽ trở về với quê hương gia đình của mình để có thể tiếp tục cuộc sống mới, có thể lấy chồng khác và mình có thể trở về quê hương gia đình của mình. Nhưng mà đằng này thì Ruth đã quyết định rằng là bà sẽ tiếp tục đi theo mẹ chồng của mình, dẫu rằng chồng của mình đã mất rồi. Và bà không những chỉ là đi theo đơn thuần mà thôi, nhưng mà bà có một đức tin nơi Đức Chúa Trời của Naomi. Và bà đã nói thế này ở trong Ruth đoạn số 1 câu 15 cho đến câu 17. Ruth thưa rằng: xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Và Ruth đã có một quyết định rất là táo bạo, đó là bỏ quê hương, bỏ gia đình, bỏ dòng tộc bà con của mình để mà đi theo tiếng gọi trong ơn của Chúa cùng với Naomi. Và khi mà Naomi cùng với Ruth trở về Israel, xứ sở của Naomi, thì tại đó Chúa đã ban phước cho Ruth để gặp được một đại gia rất là giàu có. Người đó có của cải và cũng như có quyền lực để có thể chuộc lại sản nghiệp của Naomi. Người đó tên là Bô-ô, và Bô-ô cũng là tổ phụ của David. Chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện này rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đó là Ruth là một người ngoại, bà là một người Moab, một người nữ Moab. Và trong luật pháp của Môi-se quy định thế này, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu số 3. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu số 3 chép rằng: dân Ammon và dân Moab sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng hề bao giờ vào được. Chúng ta thấy lạ không? Luật pháp Môi-se quy định rằng là người Ammon và Moab không bao giờ được kể vào trong hội thánh của Chúa, dầu là đời thứ 10 cũng không được vào. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được Ruth lại được liệt vào trong danh sách của những người tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 1 câu 5 chép rằng: sanh Môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ruth sanh Ô-bết, và Ô-bết sanh Giê-sê, và Giê-sê sanh Đa-vít. Chúng ta thấy rằng là đây là một sự sắp đặt ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Một người nữ ngoại bang đã có đức tin nơi Chúa và đã trở thành một mắt xích ở trong chương trình cứu rỗi của Chúa để đem Chúa Giê-xu vào trong thế gian này. Và người đó lại là một cái người ngoại nữa, quý mạng chị em. Có một cái lý lịch không được tốt cho lắm đối với lại người Do Thái thời bấy giờ. Bởi vì đối với người Do Thái thuần chủng thời bấy giờ, họ rất là ghét và không ưa gì dân Ammon và dân Moab. Bởi vì hai cái dân này đó là cái dân rất là gớm ghiếc. Mà chúng ta biết là tổ phụ của dân Ammon và dân Moab đó là hai con gái của Lot. Mà hai đứa con gái đó đã ăn nằm với cha của mình, phạm tội loạn luân và sinh ra
dân Amon và dân Moab trong Kinh Thánh. Cho nên Chúa Ngài cấm rằng là dân Moab là đến đời thứ 10 cũng không hề bao giờ vào được trong hội của Đức Giê-hô-va là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Ruter đã có thể đắc thắng được quá khứ, đắc thắng được cái tiểu sử dân tộc của mình để có thể trở thành một phần quan trọng ở trong dân Israel của Chúa. Nhân vật thứ ba đã chiến thắng được quá khứ tối tăm của mình, đó chính là vua David. Vua David chúng ta biết, ông là một người được ơn của Chúa, được sức dầu để làm vua cho Israel. Và đáng khi mà con đường quan lộ và chức vụ của ông đang được phước, đang được tiến triển, kết quả đầy ơn như vậy, thì thình lình một ngày kia, ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba. Khi ông đi ở trên cao và ông nhìn xuống, ông nhìn thấy Bathsheba tắm và ông đã bị cám dỗ, sau đó ông đã nằm cùng với Bathsheba. Và Chúa đã quả trách ông qua lời của tiên tri Nathan. Và ông đã ăn năn với Chúa bởi vì cớ tội lỗi của ông đã bị Chúa nhìn thấy. Và ông đã cầu nguyện thế này ở trong Thi Thiên đoạn 51 câu số 5 cho đến câu số 12. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Thưa quý bạn chị em, đây là lời cầu nguyện của vua David sau khi mà Chúa đã quở trách ông vì ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba. Và ông đã nói rằng ông chính là người có cái mầm mống gian ác ở trong lòng của ông. Mẹ ông đã hoài thai ông trong tội lỗi. Và chúng ta nhớ rằng là bà cố của David đó chính là kỳ nữ Rahab. Như tôi đã nói ở phần trên, Rahab là một người kỳ nữ, là một cô gái điếm. Cho nên trong dòng máu của bà, trong dòng máu của bà có những sự tà dâm, có những điều ô uế. Và khi mà trong xác thịt từ đời này truyền qua đời kia, 3-4 đời sau, cái dòng máu đó, cái tội lỗi đó, nó đã ảnh hưởng trên David và khiến cho ông trở thành một nạn nhân ở trong tội lỗi đó. Do đó cái bài học thất bại của David cũng là cái sự rút kinh nghiệm của chúng ta con cái Chúa ngày hôm nay. Chúng ta để giải phóng chính mình ra khỏi những thói hư tật xấu, những tội lỗi của tổ phụ trong gia đình của chúng ta trước đây, thì chúng ta cần phải ăn năn và xưng nhận tội lỗi của tổ phụ chúng ta ở trước mặt Chúa và cắt đứt cái tội lỗi đó, hầu cho chính chúng ta là thế hệ con cháu sau này, chúng ta làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật của Chúa, thì chúng ta sẽ được giải cứu ra khỏi những tội lỗi mà chính tổ phụ chúng ta trước đây đã từng phạm. Dĩ nhiên tội lỗi Chúa Ngài tha thứ, nhưng về những thói quen, những hành vi có thể được di truyền cho thế hệ con cháu 3-4 đời sau này. Cho nên chúng ta thấy được rằng là David đã nhận biết rằng là trong đời sống ông đã thừa hưởng cái tội tà dâm từ phía tổ phụ, mà từ phía mẹ của ông, mà mẹ của ông lại có tổ phụ vào quá khứ như vậy. Cho nên nếu trong gia đình của chúng ta, tổ phụ chúng ta đã từng phạm tội tà dâm, hãy nhân danh Chúa Jesus Christ cắt đứt cái tội lỗi đó cho đời sống của chúng ta quý mà chị em. Nếu tổ phụ chúng ta đã từng có những vấn đề về xử lý gì, thì chúng ta đừng ngại ngùng mà đến với Chúa, hãy xưng điều đó ra trước mặt Chúa và cắt đứt cái tội đó trên đời sống của chúng ta, để chúng ta được giải phóng và được tự do khỏi những quá khứ và những gãy đổ mà tổ phụ chúng ta đã từng rơi vào trong đó. Đừng có thương những điều này quý mài chị em, nhưng mà chúng ta hãy làm theo lời của Chúa. Và Chúa Ngài cho chúng ta thấy được rằng là lời xưng nhận của David dạy cho chúng ta một lẽ thật, đó là khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ mất đi cái sự vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa. Còn cái Chúa ngày hôm nay, nếu chúng ta phạm tội thì không có nghĩa rằng là chúng ta ngay lập tức bị quăng vào trong địa ngục, hoặc là chúng ta sẽ bị Chúa Ngài gạt tên chúng ta ra khỏi sự sống. Nhưng mà tội lỗi nó sẽ khiến chúng ta mất đi cái sự vui mừng ở trong ơn của Chúa. Tức là chúng ta không còn kinh nghiệm được niềm vui mừng ở trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa nữa, không còn vui mừng ở trong sự nhóm lại nữa, không còn vui mừng ở trong sự đọc Kinh Thánh nữa, không còn vui mừng ở trong sự cầu nguyện nữa. Và tâm trí của chúng ta lúc nào cũng bị ma quỷ nó gieo rắc những cái ý tưởng nghi ngờ, những ý tưởng của sự định tội, những ý tưởng của sự chán ghét bản thân, những ý tưởng của sự dằn vặt đau khổ
vì cớ những lỗi lầm trong quá khứ mình đã phạm. Cho nên nếu chúng ta đã từng có phạm tội, chúng ta hãy dạn dĩ đến với Chúa, hãy đến gần với ngôn phước của Chúa, hãy tan vỡ trước mặt Chúa và xin Chúa Ngài dựng nên trong chúng ta một tấm lòng trong sạch và mới lại, làm mới lại trong chúng ta một tâm linh ngay thẳng quý mạng cho em. Trong thời của ước, khi mà vua David ông phạm tội, ông cảm nhận được Thánh Linh đã lìa khỏi ông. Bởi vì trong thời của ước thì sự cứu chuộc của Chúa Giêsu chưa có. Cho nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ở trong tấm lòng con người, nhưng mà Ngài chỉ ở bên trên hoặc là Ngài chỉ ở bên ngoài mà thôi. Ngài chỉ ở bên trên cái người mà Ngài sức dầu, Ngài chỉ ở bên ngoài người tín hữu. Nhưng mà đến thời Tân Ước thì nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ, tâm lòng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta được tẩy sạch trong dòng huyết của Chúa Giêsu, thì Đức Thánh Linh ngự vào bên trong tâm linh của chúng ta và ở với chúng ta cho đến đời đời, theo như lời của Chúa Giêsu Ngài nói. Ngài sẽ ở với các ngươi cho đến đời đời. Và Thánh Linh của Chúa sẽ không rời bỏ chúng ta ở trong thời Tân Ước này. Nhưng nếu tín hữu của Chúa trong thời Tân Ước này chúng ta vi phạm lời của Chúa, phạm tội với Chúa, thì chúng ta sẽ có thể mất đi cái sự vui mừng. Chúng ta sẽ không còn niềm vui mừng ở trong sự thờ phượng Chúa, không còn vui mừng trong sự phục vụ Chúa nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ đó đều rất là mệt mỏi, rất là nặng nề. Nó là những nghi thức của tôn giáo. Và chúng ta cảm thấy nhàm chán thì giờ chúng ta thờ phượng, đến với Chúa cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Đó không phải là bởi vì hội thánh đó có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở trong lòng của chúng ta quý mài chèm. Tâm linh của chúng ta cần phải được trở lại và được sự tha thứ của Chúa để nó được phục hồi và nó không còn nhớ đến cái quá khứ vấp phạm của tội lỗi trước đây nữa. Nhân vật thứ tư ở trong Kinh Thánh được giải phóng khỏi quá khứ đó chính là bà Marie Magdalene. Marie Magdalene đã từng sống cuộc đời đầy đau khổ do trong bà đã từng có 7 quỷ dữ ám trước đây. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu Ngài đã giải cứu bà ra khỏi 7 quỷ dữ đó, bà đã trở thành một môn đồ rất là trung thành với Chúa. Và sau khi Chúa Giêsu Ngài sống lại thì chính bà là người đầu tiên đã được Chúa Ngài hiện ra báo tin về việc Ngài đã sống lại. Ở trong Mác đoạn số 16 câu số 9 chép thế này: "Và Đức Chúa Giêsu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Magdalene là người mà Ngài đã trừ cho khỏi 7 quỷ dữ." Quý mà cho em thấy lạ không? Trong thời của Chúa Giêsu, phụ nữ dường như không được xem trọng. Nhưng mà lạ thay, Chúa đã chọn một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này có một quá khứ, đó là bị quỷ ám, có một quá khứ không tốt. Theo truyền thống của giáo hội thì họ tin rằng là Marie Magdalene là người phụ nữ xấu nết đã từng lấy chai dầu sức chân cho Chúa Giêsu. Dẫu rằng không có bằng chứng về cái điều này, nhưng mà niềm tin đó tôi nghĩ nó cũng không có gì gọi là sai với lẽ thật của Chúa. Có thể là như vậy đi. Thì chúng ta thấy rằng là quá khứ của Marie Magdalene là một quá khứ tối tăm. Bà đã từng sống ở trong sự nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi. Nhưng mà Chúa đã thay đổi cuộc đời của bà. Và Chúa đã khiến cho bà trở thành một người phụ nữ đầy ơn của Chúa. Bằng chứng đó là Chúa Ngài đã dùng Marie Magdalene để mà báo tin về sự Ngài sống lại cho những môn đồ khác. Vậy thì không có điều gì trong quá khứ có thể cản trở được chương trình của Chúa cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bước đi theo Chúa, có đức tin nơi Ngài, thì những cái sự đau khổ trong quá khứ của chúng ta, nó chỉ là những điều vụn vặt mà thôi quý mai chứ. Cho nên hãy cứ tiếp tục nhìn xem Chúa Giêsu và bước đi ở trong đức tin. Chắc chắn Chúa sẽ có một chương trình, một tương lai tươi sáng để dùng cuộc đời của chúng ta, để đem tin lành của Chúa và đem đến sự biến đổi cho nhiều người xung quanh chúng ta sau này. Và người thứ năm đó chính là sứ đồ Phi-rơ. Phi-rơ cũng đã từng là một trong những môn đồ thân cận nhất với Chúa Giêsu, nhưng mà ông đã chối Chúa 3 lần trong cái đêm mà Chúa đã bị nộp. Và ông đã rất là đau buồn. Ông đã đi ra ngoài, ông ăn năn khóc lóc đắng cay. Bởi vì cớ ông đã phản bội Chúa. Ông đã từ chối Chúa trong cái giây phút quan trọng đó. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã tha thứ cho ông. Sau khi Chúa đã phục sinh thì Chúa đã đến và gặp gỡ, tương giao trở lại với Phi-rơ, hỏi ông 3 lần rằng là ngươi yêu ta chăng? Cảm ơn Chúa, sau đó thì sứ đồ Phi-rơ ông đã trở thành một người lãnh đạo của thánh đầu tiên và cống hiến cuộc đời của ông cho chức vụ truyền bá tin lành của Chúa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời của Phi-rơ cũng là một trong những cuộc đời có một quá khứ chối Chúa, một quá khứ phản Chúa rất là đáng xấu hổ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông đã được Chúa Ngài tha thứ và ông đã có thể tiến lên ở trong ơn của Chúa trong tương lai và trở thành một trong những vị sứ đồ nổi tiếng sau này. Và người cuối cùng đó là sứ đồ Phao-lô.
Như tôi kể ở phần trên của bài học, thì trước khi trở thành một sứ đồ Phaolô, thì Phaolô ông đã là một Saulơ, một người đã từng đàn áp, bắt bớ những tín hữu đầu tiên của Chúa Giêsu. Tuy nhiên sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu trên con đường đến thành Đa Mách, thì ông đã hoàn toàn thay đổi và trở thành một vị sứ đồ kiên cường, rao giảng phúc âm khắp mọi nơi và viết nhiều thư trong Tân Ước, đến nỗi ông đã viết được đến 14 lá thư tín ở trong Tân Ước. Và ông đã hầu vị Chúa, ông làm nhiều việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng là đó không phải là tôi, nhưng bèn là bởi ơn của Chúa mà tôi đã làm nhiều việc hơn tất cả những người khác. Ông đã nói thế này ở trong Timôthê thứ nhất đoạn số 1 câu 13 cho đến 15. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điện của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Quý mài cha em ơi, sứ đồ Phaolô ông đã gặp Chúa và ông đã thú nhận rằng là trong tất cả những người có tội ở trên thế gian này, ta là người có tội lớn nhất, ta là kẻ đứng đầu trong những người có tội đó. Trước khi ông gặp Chúa thì ông đã tự hào ông là một người Pharisee không chỗ trách được. Và ông là một người dường như hoàn hảo ở trong mắt của những người xung quanh ông. Nhưng mà khi ông gặp Chúa Giêsu trên con đường đến thành Đa-mách thì ông nhận thấy rằng là ông là một người rất là tội lỗi, rất là phạm thượng, hung bạo và đầy dẫy những điều xấu xa. Xin Chúa ngày cho mỗi người chúng ta có thể gặp gỡ được Chúa một cách riêng tư. Chúng ta không những chỉ gặp Chúa trong nhà thờ và mỗi ngày Chủ nhật mà thôi. Nhưng xin Chúa ngày cho chúng ta gặp được Chúa trên con đường chúng ta đi làm. Chúng ta gặp được Chúa trong lúc mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa tại nhà riêng. Chúng ta có thể gặp Chúa ngay cả khi chúng ta nằm trên giường để chúng ta chuẩn bị vào trong giấc ngủ. Xin Chúa ngày cho chúng ta có thể gặp gỡ được Ngài và nhìn thấy được chính mình như thế nào ở trước mặt Chúa. Chỉ khi đó chúng ta sẽ được giải phóng ra khỏi cái tôi tội lỗi của chúng ta, ra khỏi những sự kiêu ngạo, nó chính là những cái con thú nó giữ tâm linh của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể đến gần được với Chúa và được giải phóng, được tự do. Xin Chúa ngài thương xót mỗi người chúng ta qua những cái câu chuyện này, qua những con người này, cho chúng ta thấy một điều rằng là Chúa sẵn lòng để tha thứ và biến đổi bất kỳ ai, bất kể quá khứ của họ thế nào, nếu họ thật lòng ăn năn và quay trở lại với Chúa thì Ngài vẫn có thể tha thứ được và Chúa biến đổi họ. Điều này minh chứng cho lòng thương xót và ân điển của Chúa rất là dư dật ở trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta thoát khỏi bóng đen mặc cảm của quá khứ tội lỗi, nó sẽ đem đến một sự giải phóng cho tinh thần, tâm lý và cuộc sống của cá nhân mỗi người chúng ta. Dưới đây là những lý do cụ thể giải thích tầm quan trọng của việc giải thoát khỏi sự mặc cảm của quá khứ. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho chúng ta được tăng cường sức khỏe tinh thần. Một người sống trong sự mặc cảm tự ti về bản thân có thể sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là người đó sẽ bị lo âu, bị trầm cảm và cảm giác vô giá trị. Và nếu mà một người sống ở trong sự tự ti mặc cảm như vậy thì Chúa ngài không thể sử dụng được con người đó. Tôi sẽ nhắc lại, Chúa có thể sử dụng một người không ra gì, một người yếu đuối, một người bất toàn trong thế giới này để làm công việc của Chúa, nhưng Chúa không thể sử dụng một người đầy tớ mặc cảm và tự ti. Bởi vì sao? Bởi vì một người nếu tự ti mặc cảm, người đó không tin rằng mình có giá trị, không có đức tin để có thể làm theo lời của Chúa, thì người đó chỉ là một người vô dụng ở trước mặt Chúa. Chúa không thể sử dụng được quý mà chen, cho đến khi người đó thay đổi về cái nhìn của bản thân mình và sẵn sàng để can đảm bước lên để sống theo lời của Chúa, thì lúc đó Chúa ngài mới có thể sử dụng người đó. Thứ hai, đời sống người đó sẽ được phát triển trong đức tin và trong tinh thần. Trong đức tin Cơ Đốc giáo, việc thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và tin vào sự tha thứ của Chúa là bước cần thiết và quan trọng để xây dựng một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Thứ ba, giúp cho chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi con người không còn bị ràng buộc với mặc cảm, họ có thể tập trung vào trong những cơ hội mới và phát triển bản thân. Chúng ta sẽ có thể thấy mình sống tích cực và sống lạc quan hơn, hướng về phía trước và đóng góp cho xã hội một cách tự tin trong ơn của Chúa. Thứ tư, giúp cải thiện mối quan hệ với người khác. Người có mặc cảm thường khó mở lòng, dễ cảm thấy tự ti hay tự phê bình chính mình và không dám đến gần với những người xung quanh. Thoát khỏi mặc cảm sẽ giúp cho họ tự tin hơn, dễ dàng xây dựng mối quan hệ lành mạnh và đối xử tốt hơn với những người xung quanh mình. Và thứ năm, sự giải thoát khỏi quá khứ sẽ mang lại sự bình an trong tâm hồn và tự do trong tâm linh. Sự tha thứ và lòng nhân từ của Chúa được xem như là nguồn động viên rất lớn cho nhiều người được thoát khỏi những mặc cảm quá khứ.
Khi con người cảm nhận được sự tha thứ và tình yêu của Chúa, họ sẽ cảm nhận được sự bình an và có được một cuộc sống tự do, vui vẻ và nhiều ý nghĩa hơn trong ơn của Chúa. Chúng ta thấy rằng là được giải thoát khỏi quá khứ tối tăm, nó không phải chỉ dừng lại ở trong đời sống cá nhân của con người mà thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng cho cộng đồng hoặc là cho cả một quốc gia, cho cả một dân tộc. Theo như một số nhà nghiên cứu và những chuyên gia cho rằng một số quốc gia chậm phát triển về kinh tế có thể gặp khó khăn trong việc ảnh hưởng bởi quá khứ đau thương hoặc là hận thù do chiến tranh. Có những quốc gia bởi vì có những yếu tố như là xung đột sắc tộc, chiến tranh, chế độ thực dân hoặc là những bất công trong lịch sử có thể dẫn đến sự chia rẽ và tạo ra những thách thức kéo dài cho những quốc gia đó, dẫn đến sự chậm phát triển ở trong chính quốc gia đó. Chúng ta biết rằng là chiến tranh nó sẽ gây ra nhiều đau thương, và nếu quốc gia đó không học cách để tha thứ, được giải thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ chiến tranh, thì quốc gia đó sẽ mãi chậm trễ trong cái sự tăng trưởng. Nhưng tạ ơn Chúa, có những quốc gia họ đã học cách để buông bỏ quá khứ, họ đã không giữ cái sự hận thù trong lòng của họ, dẫu rằng họ là người thua cuộc ở trong chiến tranh, và họ đã được phước, được thành công ở trong kinh tế của họ. Tôi đơn cử ví dụ, đó chính là Nhật Bản. Sau biến cố đó là hai quả bom nguyên tử đã nổ ở tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945, thì Nhật Bản đã hai thành phố đó đã bị tan hoang bởi vì cỡ hai quả bom nguyên tử đó, và chết hàng chục ngàn người ngay chỉ trong tích tắc. Thì hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đã bị xóa sổ bởi hai quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống. Và sau đó thì Nhật đã đầu hàng và chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc. Nhưng mà lạ thay, Nhật Bản không căm thù đế quốc Mỹ. Nhật Bản đã tha thứ cho nước Mỹ và đã cộng tác và trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng đối với Mỹ sau này. Và tôi nhìn thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho Nhật Bản về kinh tế cũng như về sự phát triển của nhiều mặt khác ở trong xã hội. Và ngày nay thì Nhật không còn chống Mỹ nữa, dẫu rằng ngày xưa Mỹ đã thả bom nguyên tử khiến cho nhiều người dân Nhật đã phải chết một cách oan uổng như vậy. Chúng ta trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là những cái điều mà chúng ta vừa mới học vừa rồi nó rất là quan trọng, không những chỉ cho cá nhân của một con người, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng cho cộng đồng, cho dân tộc của chúng ta. Nếu chúng ta học biết cách tha thứ, nếu chúng ta học cách để chúng ta buông bỏ quá khứ tối tăm của chúng ta, những sự mặc cảm, những sự thù hận, những sự thất bại ở trong quá khứ của chúng ta, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ có một tương lai tươi sáng dành cho đất nước, dành cho dân tộc, dành cho gia đình, dành cho con người của mỗi chúng ta trong ơn của Chúa. Trong Kinh Thánh, để chúng ta thoát khỏi quá khứ tối tăm và đạt đến sự chữa lành và tự do, thì có những nguyên tắc như sau để chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Đây là điều tôi chia sẻ trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, để chúng ta có thể biết được làm thế nào để tôi có thể giải phóng chính mình ra khỏi những quá khứ thất bại, quá khứ của sự nghiện ngập, quá khứ của sự ô uế, quá khứ của tội lỗi, quá khứ của sự nô lệ về những cái tứ đổ tường ở trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay người ta chỉ lo tranh giành đấu đá về chính trị, kinh tế, về quyền lợi, tiền bạc với nhau, từ cá nhân, từ gia đình cho đến quốc gia, dân tộc và tầm thế giới. Tất cả mọi cuộc chiến đều liên quan đến đến vấn đề lợi ích và tiền bạc. Nhưng mà có một điều mà con người ngày hôm nay chúng ta lại không lưu tâm, đó chính là con người của chúng ta, bản chất tội lỗi của chúng ta cần phải được xử lý. Chúng ta cần phải tranh chiến với tội lỗi, chúng ta cần phải nói không với lại những cái gì nó thuộc về ma quỷ, nó cản trở chúng ta trong sự phát triển trong ơn của Chúa. Và bước đầu tiên để chúng ta được giải thoát ra khỏi quá khứ tối tăm, đó chính là chúng ta hãy ăn năn tội lỗi và thừa nhận sai lầm của chính mình. Để một người có thể thừa nhận sai lầm và trở lại với Chúa để ăn năn tội lỗi, thì điều đó nó đòi hỏi sự khiêm nhường, sự nhu mì, sự mềm mại của chính người đó. Kinh Thánh dạy chúng ta bước đầu tiên để chúng ta vượt qua khỏi quá khứ tối tăm, đó chính là chúng ta ăn năn, tức là chúng ta phải nhận ra được những cái tội lỗi và thừa nhận những tội lỗi đó là những sai lầm mà mình đã gây ra.
Trong Văn Nhất đoạn số 1 câu 9 chép rằng là nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta xưng tội thì Chúa là đấng thành tín và công bình để tha tội và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Quý ông bà cha, mọi tội lỗi của chúng ta, dù nó lớn hay nó nhỏ, tội trọng hay là tội không trọng, thì Chúa Ngài vẫn có thể tha tội chúng ta, quý ông bà cha. Miễn rằng là chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, xin nó ra trước mặt Chúa, thì Chúa Ngài hứa rằng là Ngài sẽ là đấng thành tín và công bình để tha thứ cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cố chấp, chúng ta không chịu xưng ra những tội lỗi của mình, thì sao quý mạng chèm? Ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 15 câu 23 chép rằng là sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lại hình tượng. Ở trong bản dịch truyền thống thì dùng cái từ đó là cố chấp. Sự cố chấp đáng tội như tội cũng lại thần tượng. Như vậy lời của Chúa khi mời chúng ta, để chúng ta được giải phóng ra khỏi những tội lỗi, những sự xấu hổ, mặc cảm về bản thân, hoặc là có những cái quá khứ mà chúng ta tìm cách để chúng ta che đậy. Nhưng mà quái âm thay, khi chúng ta càng che đậy quá khứ đó thì càng có nhiều người biết. Càng che đậy quá khứ đó thì ma quỷ nó lại càng nhấn chìm chúng ta sâu ở dưới cái vũng bùn của sự mặc cảm, trầm cảm, rồi những nỗi tự ti, những sự cô đơn và thất vọng khác nữa, quý mạng cho em. Do đó cách tốt nhất để chúng ta được giải phóng ra khỏi quá khứ và chúng ta có tiến lên ở trong một tương lai đầy ơn của Chúa, đó là chúng ta hãy đến với Chúa và thừa nhận những tội lỗi, những sai lầm mà chúng ta đã từng có trong quá khứ trước đây. Gia-cơ đoạn 5 câu số 16 chép như thế này, ở trong bản dịch năm 2010. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta được chữa lành, để chúng ta được giải phóng, để chúng ta được giải cứu và được phước, thì chúng ta hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Có những khi sự chữa lành chưa xảy ra, hoặc là không thể xảy ra là bởi vì cớ chúng ta bưng bít tội lỗi, chúng ta cố tình che giấu tội lỗi đó ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì có những con quỷ kiêu ngạo hoặc là có cái gì đó bên trong chúng ta, cái sĩ diện đó nó khiến cho chúng ta không dám thú nhận với Chúa và cũng như với những người khác. Cho nên lời của Chúa khuyên mời chúng ta hãy xưng tội cùng nhau. Cái từ xưng tội cùng nhau ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta bắt loa lên rồi chúng ta nói với cả thế giới rằng là tôi đã từng phạm tội thế này thế kia thì mới được. Nhưng mà quý mài cha ơi, cái từ xưng tội cùng nhau đó là chúng ta hãy kiếm một người mục sư, một người tôi tới Chúa, hoặc là thậm chí là chỉ là một người con cái Chúa mà thôi, và chúng ta có thể trò chuyện, thổ lộ tâm tình với người đó, và chúng ta sẽ nhờ người đó cầu nguyện cho chúng ta vì cớ chúng ta đã từng mắc phải những lỗi lầm ở trong quá khứ. Chứ không có nghĩa rằng là chúng ta phải đứng ở trước hội thánh rồi chúng ta nói với toàn thể hội thánh rằng là chúng ta đã phạm tội gì, quý mài cha. Bởi vì mỗi người chúng ta cần phải tôn trọng những quá khứ của nhau. Có người sẽ tôn trọng quá khứ của chúng ta, nhưng không phải trong hội thánh hoặc là trong cộng đồng con dân Chúa ai cũng biết cách để tôn trọng quá khứ của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải khéo léo để chúng ta làm cho lời của Chúa trở nên linh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Rồi, đó là bước thứ nhất, hãy ăn năn tội lỗi và thừa nhận sai lầm. Bước thứ hai để chúng ta được giải phóng ra khỏi quá khứ tội lỗi của chúng ta, đó là chúng ta hãy tin vào trong sự tha tội và tẩy sạch hoàn toàn của Chúa trên đời sống của mình. Kinh Thánh khẳng định rằng nhờ vào sự đổ huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá thì con người của chúng ta có thể nhận được sự tha thứ và giải thoát khỏi tội lỗi. Ở trong Roma đoạn số 8 từ câu 1 cho đến câu 2 chép thế này: vậy bây giờ những ai ở trong Đấng Christ Giêsu sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật của sự tội của tội lỗi và sự chết. Vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là ai ở trong Chúa Giêsu Christ sẽ không còn bị kết án nữa. Ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì người đó sẽ không còn sống ở trong sự định tội, không còn sống ở trong sự mặc cảm, không còn phải xấu hổ nữa. Bởi vì Chúa đã tha tội cho chúng ta thì không ai có thể nghịch lại với chúng ta. Nếu Chúa đã công bố sự tha thứ tội lỗi trên đời sống của tôi và chúng ta thì ma quỷ không thể nào có thể kết án chúng ta được. Hoặc nếu nó có kết án thì những cái điều đó chỉ là giả dối, chỉ là những cái điều ngụy biện của nó mà thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta hủy phá tất cả mọi sự định tội, những ta linh định tội trên đời sống của ta, bởi vì Chúa Giêsu đã tha tội cho ta. Hãy chọn tin lời của Chúa, đừng tin vào trong cảm xúc xác thịt, đừng tin vào trong những lời lừa dối của ma quỷ, quy mà chèm. Và khi chúng ta
có đức tin nơi sự tha thứ của Chúa, nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng quá khứ của chúng ta đã được Chúa Ngài tha thứ. Cảm ơn Chúa. Dân nhất đoạn số 1 câu số 7 chép thế này: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Cảm ơn Chúa. Huyết của Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội chúng ta. Như vậy thì cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, chứ không phải ở trong tổ chức của tôn giáo hoặc là ở trong lời nói của con người. Mục sư không có quyền tha tội cho quý vị. Linh mục ở trong nhà thờ cũng không có quyền nào để mà tha tội cho quý vị. Nhưng mà lời của Chúa khẳng định với chúng ta một điều: chỉ có huyết của Chúa Giêsu Christ và bởi đức tin nơi dòng huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được sự tha thứ. Và chúng ta được tha thứ khỏi tất cả mọi điều gian ác quý mà chị em. Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép thế này: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận với nhau. Dù tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ thấm như vải điều sẽ trở nên trắng như lông chiên. Cảm ơn Chúa. Đây là lời hứa về sự tha thứ của Chúa trên đời sống của những người trở lại với Chúa. Chúa khuyên mời chúng ta hãy đến. Chúng ta hãy biện luận với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con xin ăn năn tội lỗi con trước mặt Chúa. Xin Ngài tha tội cho con. Và Chúa Ngài nói rằng là dù tội con đỏ như son, tức là nó nghiêm trọng lắm. Nó vô cùng là tàn ác. Nó vô cùng đáng nguyền rủa. Nhưng mà tội lỗi đó sẽ trở nên trắng như tuyết khi mà chúng ta ăn năn và hết lòng trở lại với Chúa. Dù tội đó đỏ thấm như vải điều thì nó cũng sẽ được huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch nó, trắng như là lông chiên, quý mài chè. Xin Chúa Ngài thương xót và giúp cho chúng ta được kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa trên đời sống của mình. Lời hứa của Chúa chép thế này ở trong Ê-sai đoạn 44. Ê-sai đoạn 44 câu số 22 rằng: ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Nào, nói đến đây thì tôi chợt nhớ đến một trải nghiệm. Vào năm 2014, Chúa đã cho phép tôi tham dự trong một lớp học về sự ngợi khen và thờ phượng của trường Frost Cornell ở tại Indonesia. Và một lần kia khi mà tôi ở trong cái hang cầu nguyện, bởi vì trường thì họ xây những cái hang ở trong những cái đồi, và những cái hang cầu nguyện đó chỉ vừa đủ một người vào mà thôi. Và khi tôi ở trong cái hang của tôi để tôi cầu nguyện với Chúa thì thình lình tôi nghe ở bên cái hang bên cạnh có một người anh em cũng đang cầu nguyện với Chúa. Và người này cầu nguyện với Chúa và kêu khóc với Chúa như thế này: Chúa ơi, con đã từng có một quá khứ lỗi lầm. Con là một người nghiện và gia đình của con, người thân của con đã chán chê con rồi. Con cảm thấy gớm ghiếc về quá khứ của con. Con cảm thấy điều đó quá đủ rồi. Chúa ơi, xin thương xót con, xin tha tội cho con và giải cứu con, thay đổi con. Và khi tôi nghe cái người anh em này cầu nguyện, ngay lập tức nước mắt tôi rớt xuống. Và tôi đã khóc với Chúa trong sự cầu nguyện, ở trong cái hang cầu nguyện của tôi lúc bấy giờ. Thưa quý mài cho em, điều đó nó đã cho tôi nhìn thấy được một điều rằng không có một tội lỗi nào mà Chúa không thể tha thứ. Không có một xiên xích của ma quỷ nào mà Chúa không thể giải thoát chúng ta ra khỏi. Và tạ ơn Chúa, cái người anh em mà cầu nguyện với tôi ở bên cạnh cái hang đá của trường Frost Cornell thời bây giờ, thì bây giờ đã được ơn của Chúa và kết quả trong sự phục vụ Chúa rất là lớn ở tại miền Bắc Việt Nam. Tôi chia sẻ cái điều này để cho quý vị thấy rằng là có những cái tội lỗi, nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa, không cầu nguyện và không tin vào trong sự tha thứ của Chúa, thì những tội lỗi đó sẽ cứ mãi trói buộc chúng ta và chúng ta sẽ không thể nào có sự giải thoát được. Nhưng nhờ ơn của Chúa, chúng ta sẽ giải thoát chính mình ra khỏi những cái xiềng xích của ma quỷ, xiềng xích của ma túy, xiềng xích của những sự ô uế và những tội lỗi sai trật ở trong tình dục và cũng như nhiều thứ tội khác. Nếu chúng ta đến ăn năn với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và tẩy sạch tâm linh của chúng ta nhờ huyết của Chúa Giêsu. Bước thứ ba để chúng ta được giải phóng ra khỏi quá khứ, đó là chúng ta cần phải đổi mới tâm trí và từ bỏ các thói quen cũ. Chúng ta bỏ những cái điều cũ và chúng ta phải có cái điều mới. Điều mới ở đây đó là gì, quý mài cho em? Đó là chúng ta nạp lời của Chúa vào trong tâm trí của chúng ta. Lời của Chúa sẽ đổi mới tâm trí của chúng ta. Theo Roma đoạn số 12 câu số 2 chép thế này: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ, từ bỏ những thói quen cũ, tập trung vào trong những giá trị đạo đức mới của Kinh Thánh để tiến lên trong ơn của Chúa. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh và để cho lời của Chúa biến đổi tâm trí của chúng ta.
Trước đây khi chúng ta chưa có lời Chúa thì chúng ta bị đời này và cũng như nhiều cái truyền thông khác của thế gian, nó khiến cho chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái thói quen tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa thì lời của Kinh Thánh sẽ khiến cho chúng ta có những suy nghĩ mới. Lời của Chúa sẽ đem chúng ta vào trong một lối sống mới. Và khi chúng ta càng suy nghĩ trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta được thay đổi rất là lớn ở trong ơn của Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta trở nên con người mới, không còn nhậu nhẹt, không còn bế tha nữa, không còn có những cái nghiện ngập nữa. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có những thói quen mới. Trước đây có thể lời nói của chúng ta nói tục chửi thề, nhưng mà sau khi tin Chúa và nhờ ơn của Ngài thay đổi chúng ta thì chúng ta có những lời nói mới, có những hành vi mới ở trong ơn của Chúa. Đó mới thật sự là một người ở trong Đấng Christ. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là chúng ta ở trong sự cầu nguyện và ở trong lời của Chúa, ở trong mối quan hệ với Chúa mỗi ngày, thì chúng ta sẽ trở nên con người mới. Trở nên người mới không phải là người ở trong nhà thờ hoặc là trong một tổ chức giáo hội nào đó mà thôi, nhưng mà người được dựng nên mới đó là người ở trong Đấng Christ. Đó là nói về cái tâm linh của chúng ta được ở trong lời của Chúa, tâm linh của chúng ta được ở trong sự cầu nguyện tương giao mật thiết và bước đi với Ngài mỗi ngày, thì chúng ta sẽ nhận được sự sống mới ở trong ơn của Chúa, và mọi sự đều trở nên mới. Quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta sẽ trở nên mới trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải có một quyết định, đó là từ bỏ những thói quen cũ. Nếu trong quá khứ chúng ta đã từng là những thầy bùa, thầy pháp, chúng ta đã từng là những người đi xin bùa, xin ngải, hoặc là chúng ta đi coi tử vi, coi quẻ, chúng ta coi đồng bóng, rồi chúng ta nói chuyện với người chết và nhờ cậy nhiều tà thần khác nhau, thì chúng ta hãy từ bỏ việc liên hệ với những tà thần đó để chúng ta có thể bước vào trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không còn nhờ cậy những tà thần đó nữa, quý mà chị em. Rồi nhiều thói quen khác mà chúng ta cần phải bỏ, như là đánh bài, cờ bạc, rượu chè, tứ đổ tường. Dĩ nhiên đối với xác thịt này, những cái đó là sự đam mê khó bỏ lắm, quý mà chị em. Nhưng mà trong quyền năng của Chúa, khi chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta muốn từ bỏ, chúng ta sẽ bỏ được. Những cái cơn thèm thuốc nó cũng sẽ không thể nào ảnh hưởng cho chúng ta được, nếu chúng ta nhờ cậy Chúa và hết lòng ăn năn với Chúa, hết lòng bám chặt lấy Chúa, xin Chúa giúp cho con để con chiến thắng được những cái thói quen tội lỗi này, chắc chắn Chúa giúp đỡ chúng ta. Roma đoạn 13 câu số 12 cho đến 14 chép: hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ đập mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rây ra và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Ở đây chúng ta thấy được có hai phần. Phần đầu tiên đó là nhờ ơn của Chúa chúng ta sẽ được đổi mới trong quyền năng của Ngài. Nhưng phần thứ hai đó là về phần con người chúng ta đó, chúng ta hãy lột bỏ. Chúng ta hãy là người lột bỏ. Chúa không phải là người lột bỏ nha, nhưng mà chúng ta hãy là người lột bỏ. Chúng ta hãy bỏ đi những cái điều đó và mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay chỉ nghĩ đơn sơ thôi, đó là tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ là đủ rồi, chắc chắn là tôi sẽ có một đời sống mới. Nhưng mà không đâu quý mà chị em. Chúng ta còn cần phải làm nhiều thứ hơn. Đó là chúng ta hãy bước đi với Chúa, hãy lột bỏ những điều cũ, lột bỏ những tội lỗi và mặc lấy những điều mới của Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới trở nên một con người mới trong ơn của Chúa được. Và điều thứ tư đó là hãy xây dựng một đời sống cầu nguyện và phát triển mối tương giao với Chúa. Cầu nguyện và gần gũi với Chúa sẽ giúp làm tươi mới lại tâm hồn của chúng ta, tăng cường sức mạnh nội tâm để chúng ta có thể đối diện với quá khứ mà không bị trùng bước. Ê-sai đoạn 30 câu 15 chép: và Chúa Giê-hô-va là Đấng Thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Vậy thì khi chúng ta cảm nhận rằng là tôi bất lực, tôi yếu đuối, tôi không thể tự giải thoát mình ra khỏi quá khứ đó, tôi không thể nào được tự do khỏi những tư tưởng của sự định tội dằn vặt tôi, thì chúng ta hãy trở lại với Chúa, cứ yên lặng trong đợi Chúa, trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ được mặc lấy sức mạnh từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Tôi biết rằng có nhiều con cái Chúa cảm thấy rất là đau khổ vì có gia đình của mình có một người thân về với Chúa đã mất. Chúng ta dường như sống ở trong sự đau khổ dằn vặt bởi vì có
người thân của chúng ta qua đời. Tôi đã từng nếm trải điều này trong đời sống của tôi, khi mà tôi chứng kiến bà của tôi hoặc là người thân của tôi qua đời và về với Chúa. Và Chúa dạy tôi một điều rằng là quá khứ không thể nào thay đổi được, nhưng mà con muốn gặp lại người đó thì con cần phải tiếp tục sống, tiến lên trong ơn của Chúa. Và hãy học cách để chiến thắng được cái bóng tối quá khứ của sự tang thương nó đang trì kéo mình. Người tin lành chúng ta không bao giờ đem sự chết trở về nhà. Chúng ta không đeo khăn tang, chúng ta cũng không đem những cái thứ của những cái tang lễ vào trong gia đình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta đắc thắng được những cái nỗi buồn ở trong quá khứ đó. Là có người chúng ta ai không có cảm xúc hết. Nhưng mà chúng ta đừng để cho nỗi buồn đó nó đè nặng chúng ta và khiến chúng ta bị chết ngợp ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần phải mặc lấy sức mạnh từ nơi Chúa. Amen không quý mà chị em. Trong sự cầu nguyện, phát triển mối tương giao với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ có những điều mới, Chúa sẽ có những lời hứa, có những phước hạnh hơn là để cho chúng ta được đầy lấp những phước hạnh đó. Và chúng ta thấy rằng là những phước hạnh của Chúa ban cho nó còn nhiều hơn là những nỗi buồn mà chúng ta đã từng đối diện ở trong quá khứ trước đây. Không có một nỗi buồn nào mà quá lớn đến nỗi mà chúng ta không thể nào đi theo Chúa được. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều bắt đầu với đức tin. Hãy nói những lời tích cực, hãy nói những lời chúc phước cho bản thân chúng ta, quý mài cho em. Thì chúng ta sẽ thấy được phép lạ của Chúa xảy ra trên đời sống của mình. Thi Thiên đoạn 34 câu số 17 cho đến 18 chép rằng: Người công chính kêu cầu Đức Giê-hô-va lắng nghe và giải cứu người ấy khỏi mồ giáng trung. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. Nếu chúng ta cảm thấy quá khứ của chúng ta là một quá khứ đau thương, chúng ta cảm thấy quá khứ của chúng ta là một quá khứ đầy mất mát và đau khổ, thất vọng và chán chường, chúng ta có thể khóc lóc với Chúa cái tự do quý mà chèm. Và Chúa Ngài nói rằng là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Khi chúng ta than khóc với Chúa ở trong sự tan vỡ, chắc chắn Chúa sẽ đến thăm viếng và cứu vớt chúng ta. Bởi vì Chúa không khinh dễ nước mắt của chúng ta đâu, nhưng mà Chúa sẽ đến để mà đựng nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài. Điều thứ năm để chúng ta được tự do khỏi quá khứ, đó là hãy sống ở trong sự yêu thương và tha thứ đối với người khác. Hãy tha thứ cho bản thân của mình và tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương chúng ta, cũng là một yếu tố quan trọng để giải thoát khỏi quá khứ. Chúng ta thường hay nghe nói về tha thứ cho những người khác, nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên mất là mình phải tha thứ cho chính mình. Có những khi chúng ta đã tự trách bản thân mình, chúng ta đã tự kết án bản thân mình, chúng ta tự định tội bản thân mình. Sao mà mình ngu quá, sao mình đần quá, sao mình dở quá, sao mình ngốc quá. Cái lúc đó tại sao mình không chịu làm theo lời của Chúa, lúc đó tại sao mình lại làm như thế. Rồi mình tự rủa xả bản thân mình, mình tự rủa mình là giống như cái thằng mất trí hoặc là một cái người điên. Quý mài cho em ơi, đừng bao giờ tự rủa xả bản thân mình như vậy. Và nếu chúng ta có từng lỡ rủa xả bản thân mình thì chúng ta hãy tha thứ cho bản thân của chúng ta, bẻ gãy tất cả những lời rủa xả đó cho bản thân mình và hãy nói lời chúc phước cho bản thân mình, để chúng ta được mặc lấy sức mạnh và chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa. Quý vị sẽ thấy ngạc nhiên bởi vì phép lạ của Chúa xảy ra và mình không còn là mình nữa, nhưng mà mình sẽ trở thành một người giống như Chúa Jesus Christ để có thể vượt thắng được những cái sự không thể, và chúng ta sẽ làm được những điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta làm được. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 cho đến 32, lời của Chúa nói thế này: Hãy cất khỏi anh em mọi sự cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Vậy thì chúng ta hãy loại bỏ khỏi lòng chúng ta mọi sự cay đắng, giận dữ, buồn giận. Nếu có ai mà đã từng làm chúng ta bị tổn thương trước đây và nghe những lời này và chúng ta nhớ đến người đó, chúng ta hãy đến với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, con quyết định con tha thứ cho người đó. Tha thứ cho người đó không nghĩa rằng là chúng ta trở lại với người đó, nhưng mà chúng ta tha thứ cho người đó tức là chúng ta đang làm ơn cho chính bản thân của mình. Tại sao lại làm ơn cho bản thân của mình, quý mài cho em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 14 cho đến 15 chép thế này: Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi, song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Vậy thì cái sự tha thứ của Chúa rất là quan trọng. Nếu chúng ta tha thứ thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì Chúa trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Một người
Tội nhân muốn được Chúa tha tội thì người đó cần phải tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống mình, và người đó sẽ được trở thành con của Chúa với đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Nhưng nếu một người đã tin Chúa, là Cơ Đốc nhân Chúa, là Cơ Đốc nhân rồi, nhưng mà nếu không tha thứ cho người khác thì người đó sẽ không thể được Chúa tha thứ và có nguy cơ sẽ không thể bước vào trong thiên đàng. Bởi vì cớ là tội lỗi của người đó không được Chúa tha thứ thì làm sao có thể bước vào thiên đàng được. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta dù như thế nào chăng nữa, khổ như thế nào chăng nữa, đau đớn thế nào chăng nữa, quý mài chị em ơi, hãy tha thứ để linh hồn của chúng ta sau này còn được bước chân vào thiên đàng. Đừng bao giờ nói rằng là nếu có người đó thì sẽ không có tôi. Nếu mà người đó ở trong thiên đàng là tôi không bước chân vào thiên đàng. Quý mài chị em ơi, đừng bao giờ ngu dại để mà nói ra những lời như vậy. Nhưng mà hãy tha thứ, hãy tha thứ. Chắc chắn phước hạnh của thiên đàng sẽ tuôn đổ xuống trên quý mài chị em khi chúng ta học cách yêu thương và tha thứ cho những người khác. Và điều cuối cùng đó là hãy tập trung vào trong tương lai và một sứ mệnh mới mà Chúa ban cho chúng ta. Sau khi được Chúa tha thứ thì Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy sống một đời sống mới, không còn bị ràng buộc trong quá khứ nữa, nhưng mà hãy hướng đến sứ mạng, mục đích mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa có một chương trình, có một tương lai tươi sáng dành cho cuộc đời của chúng ta. Như trong Philip đoạn 3 câu 13 đến 14, sứ đồ Phaolô nói rằng là tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau và bươn tới những sự ở đằng trước. Xin Chúa ngày cho chúng ta quên đi những điều ở phía sau lưng chúng ta, những quá khứ, những lỗi lầm, những thất bại của chính mình và cũng như của lẫn nhau, để chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên trong ơn của Chúa và cùng nhau mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời trong những ngày tới. Đừng để cho quá khứ trở thành một cái vật cản đường trên con đường chúng ta đi theo Chúa. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến một cái điều gì đó, chúng ta cảm thấy nhói lòng, chúng ta cảm thấy đau đớn ở trong linh của chúng ta, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta vẫn chưa giải quyết được nó. Cho đến khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, cái nỗi đau này con xin Chúa ngài chữa lành cho con. Cái cục nhức nhối ở trong tâm linh của con cần được gỡ bỏ. Xin Chúa ngài lấy nó ra khỏi tâm linh của con giờ phút này, để con có thể tập trung vào trong tương lai và hướng về một sứ mệnh mà Chúa đặt để cho đời sống con. Giống như sứ đồ Phaolô, ông nói rằng là tôi nhắm mục đích mà chạy, để dứt giải về sự kêu gọi trên trời. Xin Chúa ngài cho mỗi người chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy, và chúng ta sẽ dứt giải, đạt giải được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ sau này. Ê-sai đoạn 43 câu số 18 cho đến câu 19 chép rằng: đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Đấy là lời của tiên tri Ê-sai nói rằng là đừng nhớ lại những sự đã qua, đừng nhớ lại những thất bại, những lỗi lầm của mình, đừng nhớ lại những lời nói ngu dại, những việc làm ngu xuẩn mà chúng ta trước đây đã từng làm khi chúng ta còn trẻ, hoặc là những lỗi lầm nào đó mà người ta có thể vô tình nhắc lại trên đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên, quá khứ nó có những điều tốt của nó để giúp chúng ta học sống trong sự khiêm nhường, nhìn biết được chúng ta xuất thân từ đâu. Giống như có những người mục sư, họ tuy đã giàu có, họ trở thành những triệu phú rồi, nhưng mà họ vẫn giữ lại những cái căn nhà, những cái chỗ mà họ đã từng quỳ gối, họ cầu nguyện với Chúa. Và họ giữ lại những cái di tích đó để nhắc nhở bản thân rằng là tôi cần phải học sống trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình với Chúa mỗi ngày. Và họ không để cho vật chất trần gian này làm cho họ bị mất đi con người thật của họ ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa ngài cho chúng ta có sự xử lý khôn ngoan đối với quá khứ của chúng ta. Quá khứ có những điều chúng ta tự hào, chúng ta có thể giữ lấy để nhắc nhở bản thân chúng ta trong những lúc yếu đuối và mệt mỏi. Nhưng quá khứ nó cũng có những cái đoạn tiêu cực mà chúng ta cần phải học cách để loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa và gặt hái được những phước hạnh, gặt hái được những thành công và đắc thắng ở trong danh của Chúa Giêsu. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Cảm ơn Chúa, ý tưởng của Chúa là một ý tưởng bình an, ý tưởng của Chúa là một ý tưởng phước hạnh, ý tưởng của Chúa là một ý tưởng đắc thắng trên đời sống của quý mài chị em. Không có một chương trình nghị sự nào của ma quỷ có thể quỷ phá cuộc đời của quý mài chị em, nhưng mà nhờ danh của Chúa, nhờ lời của ngài, nhờ huyết của Chúa Jesus Christ và nhờ sự sức dầu của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ nhìn thấy được cuộc đời của chúng ta được bước sang một trang sử mới. Và Roma đoạn 8 câu 1 cho đến câu 2 chép rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
Cảm ơn Chúa, đây là những nguyên tắc để giúp cho chúng ta, những nguyên tắc kinh thánh này giúp cho chúng ta được giải phóng khỏi quá khứ tối tăm, và nó cũng giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống mới đầy hy vọng, đầy ân điển và đầy phước hạnh bình an ở trong ơn của Chúa. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cầu nguyện và công bố đức tin của mình ở trong sự cầu nguyện, bởi vì chúng ta sẽ chiến thắng chúng nó nhờ huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Cái từ làm chứng ở đây đó là một cái từ tuyên xưng, một cái từ nói về cái sự xưng nhận của chúng ta trước mặt Chúa và trước mặt thế giới thần linh. Khi chúng ta cầu nguyện công bố theo lời của Chúa, chắc chắn phép lạ của Chúa xảy ra và ma quỷ nó sẽ bỏ chạy khỏi chúng ta, bởi vì nó biết chúng ta có đức tin nơi Chúa. Nào chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, con tin vào lời của Ngài. Xin Chúa Ngài bẻ gãy những sự rủa xả, những quyền lực của tội lỗi và sự chết của ma quỷ trên đời sống của con. Con xin ăn năn, từ bỏ những tội lỗi trong quá khứ, những sự bê tha, nhậu nhẹt, nghiện ngập, ô uế, những cay đắng, hận thù, xung đột, bất hòa trong đời sống của con với gia đình và với những người khác. Con xin quyết định tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, con chúc phước cho họ được bình an, khỏe mạnh. Bản thân con cũng được phước, được bình an, khỏe mạnh, không còn sống ở trong sự tối tăm, thất bại, đau khổ, chán chường nữa. Xin Chúa nâng đỡ con, ban phước cho con qua lời của Chúa ngày hôm nay, để con được kinh nghiệm sự giải phóng của Chúa trên tâm linh của con. Con là một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi sự cũ đã qua đi, bây giờ tất cả mọi sự được trở nên mới. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nào bây giờ quý vị hãy yên lặng cùng với tôi, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, dấu chúng con một lần nữa con đến với Chúa và trình dâng hết thảy quyến bài cho em con đang theo dõi chương trình này trực tiếp từ Việt Nam và cũng như từ những quốc gia khác. Ở trong thời giờ này chúng con cùng nhau hết lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ quyền năng. Xin Chúa Ngài tha thứ cho tội lỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con tiếp nhận sự tha thứ của Chúa trong lời của Ngài. Chúa đã nói rằng là còn nếu chúng con xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con và làm cho chúng con được sạch mọi điều chẳng ác. Và Chúa Ngài không còn lấy nét giận mà nhìn chúng con nữa. Ngài cũng không còn nhớ đến tội lỗi trong quá khứ của chúng con nữa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con cắt đứt tất cả mọi cái xiềng xích của tội lỗi trên đời sống chúng con, những quyền lực của ma quỷ, những sự ô uế tối tăm, những cái định tội, những sự lấn án của Satan khiến cho chúng con cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn bỏ cuộc, cảm thấy không muốn bước đi theo Ngài. Lạy Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu Christ, con quỷ phá và bẻ gãy tất cả những công cùng những xiềng xích này trên đời sống của quý bà cho em con. Xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con được thấy một tương lai tươi sáng mà Chúa đã định sẵn cho chúng con ở trong lời của Ngài. Xin Chúa mở mắt lòng của chúng con để chúng con thấy được lửa của Ngài đang bao vây, đang bủa vây chung quanh chúng con. Sự hiện diện của các thiên sứ của Chúa luôn ở cùng với chúng con, để bảo vệ chúng con, dinh dự chúng con, ban phước cho chúng con ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con được bình an, được khỏe mạnh, được chữa lành, cũng như được giải cứu ra khỏi tất cả mọi sự áp bức, những sự đè nén của ma quỷ trên đời sống, trên hôn nhân, gia đình, sức khỏe, tài chánh của chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài sai những thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh gia đình của chúng con. Ngài bảo vệ cho chúng con để chúng con được phước đi khi đi ra và được phước khi đi vào từ nay cho đến đời đời. Còn cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa Ngài bẻ gãy tất cả những cái sự tiêu cực ở trong tâm linh của chúng con, những sự vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, những yếu đuối, nó phải bị đẩy lui ra khỏi tâm trí của chúng con giờ phút này. Qua lễ thật của Chúa, chúng con được giải phóng và được tự do. Chúng con công bố rằng chúng con không còn sự định tội, chúng con không còn sự mặc cảm, không còn xấu hổ ở trong Chúa Giêsu Christ nữa, bởi vì nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ, chúng con được tha tội và chúng con được trở nên những tạo vật mới ở trong Đấng Christ. Không còn những sự cũ nữa Chúa ơi, nhưng bây giờ tất cả mọi sự được trở nên mới ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài chuyển tải những phước hạnh của thiên đàng đến trên đời sống của dân sự của Ngài giờ phút này, để họ được trở nên những con người mới, họ được chữa lành, họ được giải cứu, họ là những người được giàu có, được phước, được thịnh vượng, họ được thành công trong công việc của họ, họ được may mắn, được vô giúp, sự phù hộ của thiên đàng sẽ đến ở trên công việc của họ mỗi ngày. Và Chúa Ngài ban phước cho tài chánh, gia đình, hôn nhân, sức khỏe, con cái của họ cũng sẽ được phước, được bình an từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bà cha đã lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị và
Kính chúc quý vị có một tuần lễ mới được đầy ơn của Chúa. Và những quý vị chúng ta đang theo dõi chương trình này từ Mỹ thì chúng ta cũng sẽ có một giấc ngủ ngon, bình an trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta để chúng ta sẽ có một tuần lễ mới đầy đắc thắng, đầy sự vinh hiển và phước hạnh ở trên đời sống của chúng ta trong tuần lễ tới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau. Và bây giờ thì tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chúng ta trong tuần sau nhé. Dạ, xin chào quý vị. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.